Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Xin cậu bé bút chì đã quay trở lại rồi đây. Nhắc đến một người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết không sót thứ gì trong xin cậu bé bút chì, bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Là Kazama ư? Không, hay là Bo? Quá tầm thường. Người mình muốn nói tới ở đây không ai khác chính là bác hàng xóm cạnh nhà Shin. Khả năng nắm bắt thông tin và buôn dưa lê của bác phải nói là vươn tầm vũ trụ. Vậy nếu bác nằm vùng nguyên một ngày trong gia đình bất ổn Nohara thì sẽ ra sao nhỉ? Hãy cùng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Tập phim còn có câu chuyện Shin giả làm thú nhồi bông và một ngày dọn dẹp khu phố của mẹ con Shin nữa đấy. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng phá lớp thôi. Tập phim một ngày ở cùng nhà Nohara. Lại một buổi sáng uể oải bắt đầu, mẹ ở dưới bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, mới sáng sớm ra mà ai đến vậy nhỉ? Thì ra là bác hàng xóm. Bố cũng vừa lúc tỉnh dậy, tính đi đánh răng thì giật mình khi thấy vợ mình sao hôm nay phát tướng lên nhanh thế. Cơ mà đó lại là bác hàng xóm đang rửa tay. Khi này, mẹ mới sực nhớ ra mọi chuyện. Quay trở lại hôm qua, bác hàng xóm tâm sự với mẹ rằng nhà mình đang sửa lại toilet nên hiện tại không thể sử dụng được. Vì vậy, vào những lúc khẩn cấp, bác xin mẹ có thể cho mình sử dụng nhà vệ sinh được hay không? Mẹ cũng không ngần ngại mà nhận lời. Con ngỏ ý mời bác ngày mai có thể ở nhà mình cả ngày cũng được. Và đó là nguyên nhân bác xuất hiện ở đây từ lúc sáng sớm. Sau khi ăn sáng xong, bố bắt đầu đi làm. Bỗng có tiếng Hima khóc nên bác hàng xóm nhận sẽ vào trông dỗ em bé. Nhìn thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen xuất hiện, em bé giật mình đến mức quên cả khóc. Trong lúc đó, mẹ đang lấy quần áo trong máy giặt ra để phơi. Tiếng khóc thì đã hết, thay vào đó lại là tiếng hét thất thanh vang lên. Mẹ ngay lập tức chạy vào thì thấy bác hàng xóm đang bị đống đệm chất như núi đè lên người. Ra là bác muốn tìm tã để thay cho Hima, nhưng ông bảo Shin lại thật thà chỉ tới chỗ nguy hiểm này. Có lẽ qua lần này bác lại có thêm một thông tin mới để đi tám chuyện rồi. Một lúc sau, bác hàng xóm tính sẽ làm cơm hộp bento cho Shin mang đi học, cơ mà trong tủ lạnh chỉ toàn đồ đông lạnh mà thôi. Lo sợ sẽ có thêm một điều xấu bị bóc phốt, mẹ liền lấy cớ Shin ăn quen đồ mình nấu rồi nên sẽ tự chuẩn bị. Thế là bác hàng xóm lại nhận đi phơi quần áo giúp. Trong lúc phơi đồ, Shin thừa biết có người lạ trong nhà thì mẹ sẽ cố gắng giữ hình tượng tốt nhất, nên cậu lấy chiếc quần trong suốt của mẹ đội lên đầu để quậy phá. Mẹ trong nhà vừa làm cơm vừa tức ói máu, nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu đựng. Để qua hôm nay rồi biết tay với mẹ nhé. Xe buýt đón trẻ của trường mẫu giáo cũng tới. Mẹ chạy đến gõ cửa nhà vệ sinh, gọi Shin mau nhanh chóng ra ngoài. Cơ mà cậu lại đang phải ôm mông, kiềm chế một cách khổ sở đây này. Còn bên trong là bác hàng xóm đang bận giải quyết nỗi buồn. Sau khi cho tên siêu quậy đến trường, mẹ và bác lại bắt đầu công việc tám chuyện không hồi kết. Nhưng mẹ lại tỏ ra rất chán nản, vì đây đã là lần thứ 3 bác ấy kể câu chuyện này rồi. Thật may vì cũng đã đến giờ trưa nên mẹ tạm thoát được một kiếp nạn. Bác hàng xóm cũng cẩn thận mang gối tới để ngồi nhờ tại đây. Sau một giấc trưa dài, mẹ lại tiếp tục quay lại kiếp nạn nghe chuyện không hồi kết. Một lúc sau, Trinh cũng đi học về. Bác hàng xóm cũng nhận ra mình cần quay trở về để làm chút trà cho thợ sửa ống nước và xem tình hình thế nào. Tối hôm đó, mẹ kể hết mọi chuyện cho bố nghe và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ mời ai ở nhà mình nữa, bởi nó thật sự rất bất tiện. Đúng lúc ấy, bác hàng xóm lại đến, còn cầm theo một khay thịt bò Matsuzaka đắt tiền thay cho lời cảm ơn cho ngày hôm nay. Thế là mẹ lại trở mặt, nói rằng bác có thể đến chơi bất cứ lúc nào tùy thích. Nơi này luôn dang rộng vòng tay chào đón những người hào phóng và tâm lý như bác. Đúng là vật chất quyết định ý thức, quả không sai mà. Tập phim cùng vệ sinh khu phố nào. Hôm nay là ngày vệ sinh khu phố, vì vậy mẹ đem Hima sang nhờ bác ở xóm trông hộ. Shin không quên thắc mắc tại sao bác không đi dọn dẹp cùng mọi người, thì nhận được một giọng cười không thể sượng chân hơn. Bác lấy cớ tuổi cao hay gặp mấy vấn đề xương khớp nên rất lấy làm tiếc khi không thể tham gia được. Với cả lúc đầu kêu là tự do tham gia nên mẹ mới thoải mái đăng ký. Ai ngờ sau cùng lại chẳng có mấy ai đi. Hai mẹ con khi này cũng đang đến công viên. Chợt họ bắt gặp một người đàn ông kỳ lạ đang đứng chờ ở đó. Ông bác này tên là Shoji Onita, cũng là quản lý vệ sinh của hiệp hội khu phố. Bắt đầu công việc, mẹ đi nhặt mấy chai nước bỏ vào túi cho nhanh để còn về. Nhưng ông Shoji lại chạy đến ngăn cản và bảo muốn mọi người trân trọng việc nhặt rác. Kiểu như thứ rớt xuống đất không phải là rác mà là may mắn. Vì vậy phải biết ơn vận may mà mình nhặt được. Và rồi ông quyết định sẽ training lại cho mẹ cách dọn dẹp hiệu quả. Nào giờ cứ tưởng dọn dẹp là vù vù vài cái chổi là xong, bây giờ gặp ngay ông lão ám ảnh cưỡng chế với hệ tư tưởng độc lạ thế này, mẹ chỉ biết cầm nín. Bài học đầu tiên là chạy bộ, vì chạy là nền tảng của mọi thứ. Hai mẹ con bật hết tốc lực để chạy, còn ông bác cầm chổi đạp xe của vũ đằng sau. Tiếp đến, cả hai chơi trò kurata như một cách tập phản xạ và nâng cao kỹ năng dọn dẹp rác. Một lúc sau, ba người có mặt tại một con đường khá đông người qua lại. Mình đang cảm thấy một điểm không lành phảng phất quanh đây. Quả nhiên, ông Shoji để tay ra phía trước, hông lắc lư, nhưng không phải là để cả hẩy, mà là vũ điệu bắt chước cử động của con voi, đung đưa vòi. Mẹ kiểu bất lực lắm rồi, cơ mà vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Biết sao giờ, dị dị thế thôi, chứ ông ta là quản lý vệ sinh khu phố đấy. Sau 7749 kiếp nạn, bài học training, cuối cùng hai mẹ con Shin cũng đã được chứng nhận cấp phép được dọn dẹp khu phố. Đáng quét rác, mẹ gặp một thứ cứng đầu quen mãi không chịu đi. Ông bác kêu mẹ vận dụng lại bài học thứ 3, tức là dùng động tác như voi lắc vòi đấy. Thật vi diệu, nó hiệu quả thật này.
đến lượt Shin. Do mâu ông cháu này quá to, không thể chui vào gầm sàn được, nên ông Shoji lại bảo cậu vận dụng bài học thứ hai khi chơi trò Kurata. Ngay lập tức, rác bên trong đều được cậu phủi hết ra ngoài. Không ngờ khóa huấn luyện tưởng chừng vô tri ấy lại chứa đựng bao tinh hoa kiến thức về nghệ thuật dọn dẹp. Giờ thì đến lượt ông bác flexing nhẹ nhàng kỹ năng của mình với động tác điêu luyện và thanh thoát. Ông nhanh chóng khiến khu vực xung quanh đều sạch tinh tươm như dùng cơm pho một lần xả. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc cả ba đã hoàn thành công việc vệ sinh khu phố. Sau một lúc vừa đi vừa nói chuyện, cũng đã đến nhà của ông Shoji. Cứ tưởng với một bậc thầy dọn rác như thế này, ngôi nhà sẽ lung linh không một vết bẩn. Nhưng không, nơi này chất đầy toàn rác và rác. Thì ra ở ngoài đường thì ông mới có dịp flexing, còn ở nhà thì không có hứng. Nghĩ lại mấy lời đạo lý lúc nãy, rồi nhìn tới hiện thực trước mắt này, mẹ tức giận mắng cho ông ta một trận. Đúng là một cú lừa cuộc sống à. Tập phim, tớ là thú nhồi bông. Hôm nay, bố đi làm về còn mang theo một con gấu bông vô cùng dễ thương làm quà cho Shin. Chả là chú Kawaguchi đã gặp được nó từ máy gấp thú nên đã cho bố mang về tăng tên siêu quậy. Chợt Hima tỉnh dậy và khóc, là mẹ chạy ngay vào dỗ. Thấy em bé vẫn còn khóc, bố đi đến ú òa cho em cười. Nhưng rất tiếc, bố không phải là mono, lại thêm mùi rượu nồng nặc càng làm em bé khóc to hơn. Bỗng Hima để ý thấy con gấu bông Shin đang cầm, có vẻ như em rất thích chú gấu này thì phải. Thế là Shin lại để món quà của mình rơi vào tay Hima. Ngày hôm sau, Shin đang ăn bánh uống nước mà mắt thì cứ lướt nhìn sang cảnh em bé đang nằm ngủ ngon lành cùng con gấu. Bản năng chiếm hữu dâng lên, cậu rón rén và nhẹ nhàng kéo gấu nhồi bông ra. Cuối cùng thì bạn gấu thân thương cũng đã trở về tay của mình. Tên siêu quậy thích thú ôm hôn, vô tình khiến cốc nước đổ lên người nó. Mẹ đi vào thấy vậy thì lấy phần bông bên trong mang đi phơi, dùng máy sấy để làm khô phần vỏ bên ngoài. Nhưng tiếng động của máy sấy cũng khiến Hima tròn tỉnh giấc, không thấy bạn mình nằm bên cạnh, em bé liền bập bẹ chất vấn mẹ. Nhìn Hima khóc, Shin liền chui vào trong chiếc vỏ và bò lại chỗ Hima. Có vẻ dù còn hơi trẻ con, nhưng Shin vẫn là một người anh mẫu mực đấy nhỉ. Cùng lúc đó, trên TV chiếu chương trình được dẫn bởi một anh MC đẹp trai, thu hút Himawari ngắm không rời. Nhân cơ hội đó, mẹ thương lượng với tên siêu quậy có thể giả làm gấu bông và trông Hima cho đến khi phần bông khô được không? Dĩ nhiên là không có gì miễn phí cả. Các C là 3 hộp chocobi nha. Một lát sau, chị Nanako bất ngờ tới nhà chơi, làm Shin vô cùng phấn khích. Cậu tính chạy ra chào hỏi thì bị Hima kéo lại. Nhìn thấy một chú gấu bông dễ thương, chị thích thú ôm vào lòng, là tên siêu quậy ở bên trong cũng sớm đê lên được. Cậu muốn nhân cơ hội này hôn gián tiếp với chị, nhưng mà bị Hima giật lại ra sau. Quyết không thể bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một, Shin lục tìm trong thùng đồ chơi với những quả bóng có hình anh trai đẹp để dụ Hima ra chỗ khác. Lúc này thì em bé có vẻ nghi ngờ rồi, bèn xô đồ Shin xuống đất, không quên bồi thêm một quả bom siêu nặng mùi. Mẹ phải nhanh chóng bế em đi thay tã, giờ thì Shin lại có thể rảnh tay để hôn chị Nanako rồi. Cùng lúc đó, bố cũng trở về nhà. Đen đủi thay, ông bố trẻ vô tình dẫm phải quả bóng lúc nãy nên mất đà ngã về phía trước. Chị Nanako bèn lấy quả bông ra đỡ, và thế là nụ hôn nóng bỏng đầu đời của Shin đã phải trao nhầm người. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tập phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với những câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.